Hôm qua tôi chốt xong cái kia tôi bảo nó đi vòng. Nhưng nó màu tím mà chỗ nào màu đỏ vậy? Cái này cũng giống ảo như cái mày rồi. Ảo sao giống được, rò rang nó mới ảo cái gì? Nó thấy lóng màu đó chưa? Ý em nói là cái kia nó hơi màu tím tím anh hiểu không? Bởi ơi, nó màu đỏ này đỏ tươi. Mấy em, ý em nói là cái má của anh cũng giống như mấy em. Đúng, chuẩn thiệt á. Mấy thằng này nó chụp đẹp lắm. Mày chụp đấy, đấy đó, mấy nó đẹp lắm. Đẹp quá. Dành xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay vườn hoa của em Nguyễn Văn Hiệp là vườn Lan Hoa Sài Gòn có mấy cái hoa nở, mời anh em nghe đến nghe thì chạy đến đây cùng ngắm hoa cùng em. Em ơi, xin chào. Em chào cả nhà nha, chúc cả nhà ngày mới nhiều niềm vui. Tất cả bạn bè của anh Danh. Tình yêu lại trở lại. Đây, tới đây cũng vui lắm anh em ơi. Anh cứ nói đi, em đang nói mà. Lại đây, cầm cái chồng bắt tay cho nó đẹp chứ. Em xong thì che chú ra nha. Cũng như là anh em tới đây ngắm hoa nhưng mà giờ sẵn là chốt luôn cây luôn. Bình Khang. Chú đây dưới sự chứng kiến của các anh em nha, đây là một chậu Bình Khang và 64 sen. Là cái cây này đúng không? Đúng rồi. À, thằng Bi này nữa, thằng Bi này nó chốt cho anh Dương Ngọc Hà, đại gia ở Sài Gòn. Đại gia bất động sản, hôm nay bất động nên đại sản rồi. Người của nhà tôi. Sao anh là gì không anh em chạy. Cảm ơn anh Hiệp đã lùa gà thành công. Anh có chấp nhận bị lùa không? Chúc anh không, là có bị lùa nhưng mà mình vẫn vui, vẫn vui, vẫn vui cười đó. Chúc anh chân cái khỏe làm hóa đạt nha. À, ngắm Vĩnh Khang công ơi, em xin chào tất cả các anh em đang xem live nha. Anh em mình có xin nhấn vào một nút like và chia sẻ để cho mọi người được ngắm hoa Vĩnh Khang. Trời, đây Vĩnh Khang đây nở đây, để em quay cho cả nhà mình xem nha. Quay cái chiều của cái cành ở đây. Đây. Mình cũng phải khoe tí. Đấy. Đấy. Để biết muốn người ta tìm tới mình nữa. Để chọc ông chọc bà, chọc bà chiên đẻ, chọc ông chiên nở hoa. Ý là anh là làm chiên đẻ không? Đây có hôm nay cũng có sự đặc biệt của anh Đen Vâu. Đen Vâu đến đây ngắm hoa cả nhà ơi. Đông vui lắm anh em ơi. Còn cái kỳ à, anh Đen Vâu ơi, anh cho cái cảm nhận là khi nhìn thấy hoa Vĩnh Khang nở ra. Quá tuyệt vời, quá đẹp. Cho mọi người biết tới Lan Ba nhiều hơn. Anh Đen Vâu mình có kỳ Vĩnh Khang nào chưa ta? Có kỳ ở Vườn Khai Mèo. À, có một kỳ được. Đẹp quá. Cái Vườn Khai đang cấp rồi. Cái của anh đang bị chói đúng không? Hôm qua anh che cái mặt trời sau cái màn hình anh lại đó. À sáng không? Không phải kệ đó, sao anh nói lại với người anh đó. Người ta xem là sáng em ơi. Đó. Anh Danh có giao dịch hay không tên với anh? À? Rồi sẵn bằng giao luôn. Bằng giao luôn. Làm hết luôn đi. Có nhiều người ý kiến. Đúng rồi, cho nó vui, cho nó sâu lên chứ. Dạ anh ơi, Vĩnh Khang. Anh đưa máy cho người khác cầm đi để anh giao dịch với anh Phước nè. Ở đây toàn thể anh em xem giao dịch giữa anh Trương Công Danh và anh Phước. Dạ, nhân tiện của Vườn Lan của em Hiệp đây, em cũng xin chia sẻ cho anh hai chồng người thông tên và chúc anh về trăm cây thật là đẹp. Rồi còn cái vụ gấu nữa, mang ở đây 10 chậu gấu giao cho anh Nguyễn Khởi và anh Nguyễn Văn Hiệp nha. Rồi.
à, Vĩnh Khang không tên xong rồi đến cái vụ 10 chậu gấu ở đây đi. Ai lại xách ra dùng gấu nhỉ? Đây hai anh này đập trai cả này. Nằm đâu? Tính thở không anh? Đây thấy rồi. Rồi. Hấp bụng vô. Lên. Hấp quá. Em móc một cái đẹp. Quá đẹp luôn. Mừng quá. Rồi hai anh né sang bên này. Hai anh em tôi né ra dùm bên đây là một cái giao dịch giữa anh Nguyễn Khởi và anh Nguyễn Văn Hiệp. Và biệt danh là anh Hiệp Lùa Gà nhá. Hiệp Gà. Thôi hai anh ngồi đi chứ sách không hết nhiêu đây đâu. Hai anh ngồi đi cho nó đẹp. Hai anh ngồi xuống đi. Ai chào cả nhà nhá. Đây là giao dịch mà một lô gấu cho anh nha. Hai anh xích ra xích nào cái. Hai anh làm hoa giỏi. Rồi đó. Đây nha mọi người nha. Đây là một lô gấu rất là đẹp, dễ thương, mập mạp. Rất là đẹp mọi người nha. Đấy, anh nào mà anh đây giống cái củ của anh Hiệp này đấy. Đây nếu mà anh nào mà chốt gấu thì cứ liên hệ anh Nguyễn Văn Khởi nha. Đấy. Đây là em này chốt củ cũng liên hệ luôn. Công nhận anh Hiệp có duyên ghê đó. Mình cái sang mùng 1 Tết mình mở hàng có khác. Anh còn đi chơi rồi. Anh đi Long An đi câu cá. Đây chào cả nhà nha. Anh Đen Vâu chuẩn bị chốt cái cây gì mà anh ngó nghiêng nhiều quá. Anh không tên. Nói chung là ở đây coi phải. Bảo mình có bảo gì không? Hả? Đây Hiệp có bảo gì chia sẻ cho Tuấn kia đi. À đúng rồi, đang bảo gì đang hot mà nãy giờ bán không tên gấu trúc không à. Bị khen à. Đúng rồi. Hiệp ơi em lấy gì chia sẻ cho mọi người đi Hiệp ơi. Có cây chung của anh đó. Em hết rồi. Lấy ra chia luôn đi, lấy ra chia cho Tuấn đi. Em lấy cho Tuấn cái đi. Đây mọi người này, đây Phú Thọ đẹp quá trời ơi. Cô Phú Thọ là có tất cả nha mọi người nha. Nên mọi người cứ giữ vững niềm tin nha. Đây này Phú Thọ nữa tuyệt vời luôn. Đấy, có Phú Thọ, có Hà Đô là có tất cả. Thôi. Mình cứ phải giữ vững cái niềm tin là cái đó thì mọi người sẽ có được. Đây là cái lô Ngọc Sơn Cước của anh Nguyễn Văn Hiệp đây. Tới đây là anh Phú thành phố chứ đừng có nói Phú Vườn. Yeah. Khoe cây ít thôi, cái này khắc ô mà cứ khoe ngồi chân cước không à. Ông nói gì bốc ai. Anh em nhìn là biết cây gì rồi đúng không? Đây là một chậu bảo di siêu nái. Gần 3 mét. Chốt luôn Hiệp ơi. Chốt luôn đi. Đây Hiệp ra đoàn cái chậu này để cho khách người ta có nhu cầu tôi cho. Đây có anh khách anh Dương Ngọc Hà. Đây anh đang nghĩ gì đây nè. Nãy giờ anh qua anh chốt có được một chậu Vĩnh Khang 60 cm và một cái một kỳ. Một kỳ thêm một kỳ Vĩnh Khang nữa. À cây Vĩnh Khang với cây gấu trúc nữa. Cây gấu trúc nữa. Nhà anh này xin chào cả nhà mình nha. Danh chúc cho cả nhà mình buổi trưa thật là vui vẻ ấm áp và năm nay là năm phát tài phát lộc và ngành lan mình phát triển bền vững. Nha cả nhà. Danh xin chào cả nhà, bye bye cả nhà. Khỏi quấn hả? Bật tiếp nha cả nhà. Em xin chào Nam Lê nha. Không để dưới sàn Minh. Có mười mấy chậu để dưới đây luôn đi.
mấy chậu à, 20 chậu mà còn mấy chậu à. Em để dưới cái sàn dưới á. Xin chào anh Linh Vũ nha. Nếu mà anh Linh Vũ có heo vào trong đây quá anh bán hết rồi không ra chữ điên chữ khùng. Để nó rút cho. Nó rút rút nhiều quá chặt à. Mình nó gói cây hay lắm. Em xin chào một em chào anh Khoa nha. Anh Nguyễn Đăng Khoa. Có chắc mình lắm. 13 chậu hay chưa rồi. Ấm chưa? Còn ở đâu? Vậy? Tìm hoài có ở đâu? Nếu vậy mà tao nói chủ tịch nhiều. Nhiều đâu nhiều. Hay não. Mua 20 chậu bán 13 chậu chơi. Bạch tiết thất ngọn hết à. Hello anh Khoa. Cái đó chắc để trên quá em ơi. Để sao cái ghế bên đó nó ấy quá ta, nó gần dưới ta. Ghế này ghế tài. À, để trên luôn đi. Nhiều nhão quá. Nhão quá. Này để về bữa em soạn ra cho. Ơi. Im không? Im. 13 chậu bạch tiết. Bí bo nhiều cây quá ta. Không có nhiều anh ơi. Bán ăn hết rồi. Cây đâu mà nhiều. Cây nó cũng phải lớn từ từ anh ơi. Nó phải đủ tuổi mới cắt được. Vậy sao đóng cửa mình? Dạ em cảm ơn anh Huy Lê nha. Đây là bạch tiết nha cả nhà. Rồi. 0967. 099 sang công băng á. Xin chào Thanh Hằng. Thanh Hằng xin cây kìa mình, em còn cây cho Thanh Hằng luôn ơi. Anh có 1 cây một cho chết anh luôn. Xỉn rồi, uống yếu lắm mà cứ hở ra đủ nhậu không à. Sa cơm băng. Mua mà đúng đồ ăn về không đi. 0967 099 990 Phạm Đăng Tâm đó, đó đó. Lên bi lên bi. Em xin chào anh Phạm Bình nha. Nào đẹp không? 20 cây soạn được 13 cây cho khách nha cả nhà. Bạch tiết hết mồi. Lên bia lên bia. Hình hằng lên bia kìa Minh. Trời
chắc vô rồi chị không? Chuyển tài khoản vô. Vô rồi, vô rồi. Bán đi hết bịch đi. Giờ bịch tiết còn cây bự bự gì không à. Mấy cây à? Cỏ không mà ta. Trời ơi. Em cắt một lô bịch tiết nay 6-7 tháng à. Không biết sao mà nó bị như vậy luôn. Được mười mấy cây mới bán qua hết. Mười mấy cây đẹp bán hết. Em xin chào chị Nguyễn Hiền nha. Nãy giờ chị đi đâu em thấy chị quay biển đồ núi đồ không mà chị. Xin chào Minh Huy nha. Em xin chào Nguyễn Diễn. Em có chậu nái bộ gì đã lắm nha cả nhà. Em quay cho cả nhà coi nha. Còn chậu. Nãy bà chị ngọ hỏi học Ngọc Sơn Cước. Mà Ngọc Sơn Cước đâu có đâu. Ngọc Sơn Cước. Ngọc Sơn Cước. Có anh chậu Ngọc Sơn Cước nè. Mầm gốc tự lên không có làm luôn à. Thôi em xin chào mọi người nha. Em xin xuống like nha cả nhà. Em chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ nha. Em xin xuống like nha cả nhà. Ai tìm quá ta. Ai mà tìm em quá. Em cảm ơn nhiều nha. Không tên nha cả nhà. Em xin chào cả nhà nha. Em xin chào Long Văn Vũ. Xin chào bạn dân nha. Anh ấy em xin chào hai người đang xem nha. Giờ mà cây hấp ngọn chừng mười mấy xăng là vô địch. Không có để bán nha cả nhà. Quăng, quăng đất rồi. Bẻ móc xuống nè.
Em xin chào Châu Bùi Văn nha. Cao cao miếng đừng hấp, hấp mà chín cây. Không tên nha cả nhà. Bẻ móc lên như để gãy cây. Yeah. Được. Rất cái nấu. Chủ tịch đang vệ sinh giường. Em xin chào Quốc Cường. Chủ nhật vệ sinh giường rồi ha mấy nha. Anh ừ. Em xin chào Nam Lê nha. Em xin chào. Đặt đi mà đúng không? Khách đi. Tới ai đi? Giờ cái này đi à? Nên phải đưa số điện thoại bỏ anh đó. Cái thùng nó để vậy sao chú chở được ta? Cái số điện thoại nãy có trên cái đi số đi. Cái không có rồi. Cái địa chỉ cũng có luôn, cho chú bánh vô coi lại coi. Phải có số mới được, không có số không có đi được đâu. Em xin chào anh Vũ Bách nha. Đang gửi tiền luôn cho nè. Rồi để anh sao coi tiền giải, móc gì không được. Móc gì chạy giải chú ơi. Móc nhiều không có được. Chứ dựng lần tay mà khó chạy lắm á. Không có tay mà sao cái tụng của chú nhè nhầy ấy quá. Đấy người ta để ở chính giữa cái đó chú, cái nắp này nó đầy xuống rồi nó gãy luôn. Chú bỏ cái nắp xuống đi. Nó chỉ nằm trên nhầy thôi. Đừng ấy chú bóp vô đây, đừng bóp vô đây. Đó, nó nằm lên vậy được không? Nó luôn à. Em xin chào anh Vũ Bách nha, xin chào Diệp Minh Tiền nha. Bắt máy mới đi được, bắt máy qua bển giao cho ai rồi. Bển khó kiếm lắm địa chỉ. Em xin chào ba người đang xem nha. Chủ tịch lúc nào cũng là kỹ càng sạch sẽ. Vệ sinh hả chú tập? Chú điện giùm con cái nữa coi chú. Điện cái nữa coi. Điện cái đi. Bấm coi nãy con gửi cái địa chỉ đó qua là vô đó đúng không? Địa chỉ đó khó kiếm lắm, đâu phải cái chỉ vô mới được. Tại mình ở khu vực đó mình biết mà gần đó. Nó không bắt máy luôn em ơi. Em xin chào 6 người đang xem nha. Lao ra Hà Nội chơi đi em ơi. Mùa này trong đây giờ lu bu lắm à. Để khi nào rảnh tụi em sắp xếp ra quả chơi. Đừng làm không à. Thôi em xin xuống like nha cả nhà. Em chúc cả nhà buổi trưa vui vẻ nha. Để em chỉ cho chú đi cái. Em chúc cả nhà buổi trưa vui vẻ nha. Em xuống like nha cả nhà.